Hello anh em, lại là mình Sơn Sơn đây. Nói chung là anh em ạ, để tìm được một người con gái mà thích xe điện độ nó đã rất khó rồi, mà hôm nay mình còn tìm được một bạn nữ nhá, chơi xe điện độ đấy. Và hôm nay book mình qua đây để dọn xe thì anh em cái biết cái độ hiếm có khó tìm như nào rồi. Và ok, hôm nay mình sẽ gọi là đến đây làm xe và quay cho em xem. Thì bây giờ chúng ta cùng phỏng vấn chủ xe một chút nhá. Đây anh em ạ, đây đây là chủ xe nhá. Bây giờ mình sẽ gọi là phỏng vấn chủ xe một chút. Thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Em tên Thu Hiền, 209 này ạ. Đấy, ok. Nhưng mà anh hỏi một chút là tại sao em lại lựa chọn là chơi xe điện? Tại em thấy nó đẹp. Đẹp à, đúng không? Vâng. Em theo em thấy thì chơi xe điện có ok Có ạ. không? Ok đúng không? Vâng. Thích đúng không? Vâng. Ok. Đấy anh em nhá. Đó. Đó là những lời gọi là chia sẻ của một bạn nữ về xe điện anh em nhá. Chứ nhiều anh em cứ bảo là chơi xe điện không có người yêu là sai anh em nhá. Đó. Anh em nào có xin info thì nhớ inbox cho mình nhá. Ok anh em nhá. Trước mắt anh em là con xe của chúng ta ngày hôm nay đấy, một con xe rất đặc biệt luôn. Ngày xưa giờ làm nhiều xe đặc biệt rồi, nhưng mà lần này là lần đặc biệt đầu tiên anh em ạ, lần đầu tiên làm xe cho con gái. Thì ok, đây là một con chiếc X-Men của một em gái đấy, 2K9 anh em nhá. Đó, rất là xinh luôn. Anh em nào mà có xin info thì inbox tôi nhá, tôi chia sẻ nhẹ cho, chưa nhiều đâu. Ok, thì đây là một con X-Men. Thì theo như chia sẻ của em ấy thì là em ấy được anh trai sau khi học xong cấp 3 gọi là nhượng lại cho, và bây giờ em bắt đầu gọi là công cuộc dọn xe em nhá. Thì mình cũng nói luôn là sở thích của em ấy là độ chung em nhá, còn anh em nào đi độ cải thì chắc là thôi anh em để xe ở nhà nhá. Ok, nói chung là nhìn sơ qua con xe này thì mình thấy là nói chung là nó cũng đã trải qua gọi là dấu ấn của thời gian anh em ạ, cũng chắc 3 năm cấp 3 các thứ thứ rồi anh em ạ. Thì nhưng mà nhìn trông xe nó còn khá là ok đấy anh em ạ. Nó chỉ có một vài các chi tiết nó bị cũ đi một chút này, vỏ viết các thứ nó hơi bị nứt một chút ở đây thôi này đó, rồi nói chung là một vài các cái điểm. Nhưng mà theo như mình thấy nhá, con này thì fuộc thì vẫn còn ok này anh em này, bên này hơi xì dầu một chút thôi nhưng mà fuộc còn ok này, fuộc viết các thứ chân fuộc này, rồi mâm lốp các thứ này, hệ thống phanh đĩa này, còn nói chung là còn ok ấy, chưa có gì phải gọi là quá xấu đâu. Lên trên này một chút thì mặt nạ mặt niếc này, ở đây thì chủ xe đã vào được sẵn một đôi xi nhan Z thì chưa đó, ở đây có một quả đèn gì đó này đó. Rồi, màu miếng các thứ thì vẫn zin thôi. Lên trên này một chút thì ở đây chúng ta sẽ có một bộ chắc chắn rồi, độ chung anh em ạ. Chủ xe thích độ chung nhá, cho nên đây sẽ có một bộ ghi lông Trung Quốc Rizoma này. Đen cục cùng lưng đen, ghi lông đen này. Đó, nhìn trông rất là đẹp luôn, đen này kiểu đen mờ anh em. Đó, còn lại là gần như là zin hết anh em ạ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là cùng công tắc các thứ này đã thay rồi anh em ạ, bởi vì là nhìn nó rất là mới luôn ý, so với cái xe này. Đó, còn bao tay các thứ thì vẫn giữ nguyên thôi. Đây có một chiếc gọi là móc treo đồ khó titan này. Đó, vẫn 5 bình thôi. Ở đây thì chúng ta có động cơ con này là động cơ 1000W anh em ạ. Đó, động cơ 1000W, IC thì mình cũng không biết là IC zin hay là IC gì, tí để mở ra mới biết được. Đấy, trước sau thì đều được trang bị xi nhan chữ Z này, đèn hậu hết các thứ này. Đấy, chắn bùn, chắn miếc, bát biển các thứ này. Đó, yên này thì mình nghĩ là chắc được bọc lại rồi anh em ạ. Bọc lại đúng không? Hay là yên zin? Ở chủ xe không biết đâu anh em ạ, được truyền lại đấy. Nói chung là trong quá trình dọn anh em nhé, hôm nay mình sẽ lắp cho chủ xe một món đồ và mấy nữa thì chủ xe còn có nhu cầu là gọi là dọn lại thay bộ vỏ này với cả là lên cả bi là anh em biết như nào nhá. Đó, ok, còn hôm nay lắp những cái gì thì bây giờ mình sẽ làm và tí mình quay cho em xem nhá. Nói chung là lần đầu tiên làm xe cho con gái anh em ạ, là dính ngay quả kéo xương anh em ạ. Nói chung là mình cũng dự liệu được cái trường hợp xảy ra rồi, còn nó bị làm sao thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Đây em nhá, nói chung là mình không tìm content đâu, content tự đến. Thì chắc chắn anh em ơi, khi mà trao đổi các thứ về xe, mình hỏi sơ qua các thứ thì mình đã nói chung là cũng đã nghi ngờ rồi, vì là từ trước mình làm rất là nhiều xe rồi, những cái xe cũ này các thứ thì cái tỷ lệ xác suất rất là cao. Chia sẻ luôn cho anh em để anh em có gọi là biết hơn về xe nhá. Thì nói chung là các cái dòng xe cũ này thường thường là nó sẽ bị vấn đề là vấn đề động cơ, cái phần mắt hen của động cơ nó sẽ bị cháy hoặc là bị vào nước hoặc có vấn đề gì đó nó không nhận ý. Thì là thường thường những cái trường hợp như thế thì mang xe ra ngoài quán sửa xe thì người ta sẽ, đúng ra là người ta sẽ mở tháo động cơ ra, người ta mở ra và người ta thay cái mắt đó là chạy ok. Nhưng mà đây người ta sẽ nói với anh em là IC nó bị cháy, cho nên là người ta sẽ thay cho anh em một con IC đa năng nó như này. Đấy, một con IC đa năng nó như này thì IC đa năng này thì nó chạy không cần mắt anh em ạ, không cần mắt luôn, có nghĩa là mắt sống mắt chết cắm vào là chạy hết. Thì đây, sau khi mình thay con Votul 8m bản trong suốt này vào đó và mình cắm máy tính thì nó sẽ báo cái lỗi là motor hen đây anh em này. Mọi thứ đều ok nhưng mà lỗi motor hen này, con hen power này là cái tay ga anh em nhé,
motor hen này là lỗi mắt động cơ này đó, cho nên là cái mắt động cơ của con này nó đang bị có vấn đề rồi. Đấy, nói chung hơi xương một tí, nhưng mà bây giờ mình sẽ gọi là đi kiếm mắt động cơ để mình thay cho em ấy nhá. Ở đây thì rất là đen anh em ạ, mình hay còn sót hai con, nhưng mà một bộ mắt của nó có 3 con cơ đó, cho nên bây giờ mình sẽ đi tìm mua, và tí nữa nếu mà ok mình sẽ fix luôn anh em nhá. Tình hình là hơi căng anh em ạ, động cơ hỏng mắt rồi. Đấy, nãy giờ đi tìm mua mắt nhưng mà không có chỗ nào bán cả anh em ạ. Cho nên là thôi, đi mua chén nước cho em ấy uống tạm về anh em ạ, rồi nghĩ cách xử lý tiếp. Sau khi đi 7749 cửa hàng thì cuối cùng cũng tìm mua được anh em ạ. Đây, em ơi. Đấy, đấy, mắt đi anh em nha, bây giờ thì fix thôi. Ok anh em nhá. Đấy, nói chung là làm từ 7 giờ sáng cho đến tận bây giờ khoảng gần 11 giờ rồi anh em ạ. Cuối cùng cũng xong cái job này cho bạn nữ chủ xe nhá. Còn bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem thực tế nó như thế nào nhá. Nói chung là cũng khá gian nan với cái đơn này anh em ạ. Nhưng mà vẫn fix được ok anh em nhá. Như đầu video thì mình cũng đã gọi là quay và nói cho anh em cái tình trạng của xe này rồi, nó đang bị cái phần mắt động cơ. Thì sau khi mình ấy các thứ mình fix lại cho chủ xe các thứ thì cuối cùng cũng ok rồi anh em nhá. Đây. Đây là con IC8S mà trong suốt này, mình đã lắp cho chủ xe các thứ này anh em này. Đó, được chưa? Bên trong này các thứ thì lắp đặt các thứ thì như zin, không cần phải đục khoét cắt chế cho anh em nhá. Tí nữa khi mà mình để gọn lại dây các thứ thứ và mình đóng cốp lại như zin luôn. Đó, được chưa? Đó. Hôm nay thì chủ xe lên một combo 8S nhá. Nói chung là chủ xe nhiều ý tưởng lắm anh em ạ. Đấy, nhưng mà cứ gọi là chơi từ từ các thứ để cho nó thú vị anh em. Đấy, để những cái video sau các thứ để còn gọi mình về làm các thứ để gọi là anh em còn có video xem để còn được gặp lại bạn ấy nữa, anh em hiểu không? Đó, như đầu video mình đã nói nha, anh em nào xin info thì nhớ inbox mình nhá. Rồi, đây, vẫn là con IC8S và chấp suốt này, lắp đặt các thứ như zin cho xe thôi. Ở dưới này thì chúng ta có một con động cơ này là động cơ 60V 1000W anh em nhá. Đó, xe này khá là ok đấy, 60V 1000W, vành này vành 12 này, động cơ này thì khá là ok, khá là to luôn. Bi biết các thứ thì vẫn ok, quay vẫn mượt mà anh em nhá. Đó. Sau khi lắp các thứ xong rồi thì em ấy có bảo mình tháo cho em ấy hai cái miếng ốp ốp gấp này. Đây, tháo ra và vứt ra đây rồi anh em nhá. Đó, được chưa? Nói chung là để nó hơi phèn anh em ạ. Đấy, nói chung là nhiều khi mình cũng nói các thứ để cho anh em vui vẻ, thoải mái các thứ, anh em cứ thoải mái thôi, anh em hiểu không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gọi là cho chủ xe test nhá. Ok, em vào ga cho anh em nghe phát, nghe tiếng từ. Đánh kẹp cái mic vào đây. Ok, rồi chủ xe ga này. Rồi, nói chung là hình như điện hơi yếu anh em ạ. Đấy, cho nên là ấy, còn mình lại căn chỉnh các thứ cho chủ xe ok hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là đi gọn lại dây được chưa? Và mình sẽ lắp cái phần cốp lại vào cho chủ xe, bàn giao xe chủ xe và thanh toán các thứ rồi về thôi. Đó, nói chung là anh em nào mà cần cái ấy thì liên hệ mình nha. Còn anh em có nhu cầu mua xe, dọn xe hoặc là mua được chiếc xe các thứ thì anh em có liên hệ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn anh em có xe tiếp theo nha. Rồi, chủ xe bye bye đi. Rồi, bye bye mọi người nha.